Okay, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Revit Tạo Sạch Thầm Mấy. Bạn đang nghe các bạn video thì đã nhóm một hai các bạn nơi tới mới cũ để nhóm từng bạn bị mất phép bằng nhóm để nhóm bạn phát các bạn video môn bà thà nó bên nhóm chấm trái và thà chấm trái với mất phép nhóm ở trái mới cũ và ngày hãy ní chia trái đã mất phép nhóm bạn ở ngày chia phép phép buộc là xì để các bạn khinh thà is art để các bạn is art ngày hai bốn đã cái nhóm cắt ban côn đấy này tao nghe bạn nhóm cắt ban côn tay nhóm một ban thôi ô và cắt thế ngày hai không trong video nó có miên ca hai nhóm này nơi ca đọ nhi và tay đẹp bông hái mà nhóm bàn và cắt bàn bông hai nhóm thôi ca đọ nhi và không không trong video nó khơi video nó này tao nghe bạn ngày hai là nhóm thôi tất bà nhóm đã sạc chặt đạm vào rồi hái ngày hai đi dự tập vô một đo ngay thì nhóm vô một đo vì thêm một phe nhóm này để đọc nè bạn mình thuê cá sải thòng và hay là chìa ba hai như đọc nè và sải dương ọt tray và ngày hay như chia cù tì pì ấy ok nên để đọc nè mở chmô và chmô khi tập bữa đất đất sa và bữa hòm mà đất khi tập bữa đất ăn mình tên là chmô này hay đọc nè bạn sai bao vi sai alert này đọc này bạn sai alert thông thông mình tên là ngay hay mình nhí cái bữa đất đá này đọc này dự rũm trái mà cú đi xa tầng pi này đọc này bạn xa tầng pi bữa đất đất xa tầng pi vào khi thập bữa vì xa xa mình tên buộc lạ xì mà cú này bạn ngày hay nhóm một phía nhóm lưu tới nhóm chấm trái bên bà quật ôi tự vô trời một cú và nâng ở cột bên tên mà xa khăn châm trời dư đà là những thứ ca chạy đặt cái đóng này đọc nha bạn và thứ ca ra tự chênh khá này đọc nha thì là bữa sáng mình tên mà bữa đất có hôm sau mà này đọc này bạn sticker đã chỗ là thông này đọc này bạn thông sai bảo vi chỗ là lấy này đọc này bạn sai chỗ là lấy chẳng nghe tôi mời nhì với này đọc này tôi mời nhì với mình đó nhi dân của mình tôi đá này đọc nhé bà tầng nhi dân chmô nâng ở tầng pi và hãy nhi bông sắp tiền này đọc nhé bạn nhi dân bông sắp tiền bà này nhi chừng dù mô dân ở xì dân này tập hại mà tật và đã bắt cắt bằng con trăm tên chừng thức cả đã nhi chỗ và bà là ngày hay là không trong việc ổ dân là mình đang khơi nhờ cái này nhóm đã bắt cắt này đọc nhé nhóm cắt bàn bốn nhóm hơi nhóm phơi cá đỏ nhì này đọc này bật tại nhóm bàn thu việc ổ cắt thì nên này đọc nhé bắt cắt hai này đọc nhé bật cắt bàn bốn và này khi thập bốn trao mình tên nhóm bàn thu việc ổ cắt mình tên này đọc này bật tại nhóm bắt cắt tới khơi thập bàn bốn và có chia thoát nó càng trong video mà sao giờ bạn thôi video và cắt mà khi tập bốn trai mình tên là cái mà hay là chúng mình bắt cái thằng bộ phun mình tên và phun lòng thống mà ngày hay chúng thôi cả đội nhì trên mà thôi cả đội nhì đi trên khi tha kịp lần sbet nên đọc này bạn kịp lần off bốn mà ngày dân vô mà bóng bay đã cái lấy hay là dân thực hành đã cơ thực đại AC và nó bay bón tụ cái này cái loại tiền để đọc này bạn
chế tục ta chmô đồng bây giờ mơ thay bông nâng ngày thay cô nó bên nhua thì nhóm tôi cả lại chỗ này ở chmô si và xa nông việc và cảm năng dưa và bạn ấy si và hãy trái tất cả bài cả lăng khăn chẳng hạn như thức ca đã tất cả tất cả si kào bạn đang ở đây đó khi video thay năng mình tập năng và ở bye bye.